chương 1 nghe chọn bộ tại mê com Quỷ kiếm u linh tác giả Ngoạ long si nhồi một tàn hồn ma đa ông nguồn Nhan mông can nạ nguyệt lâu Tọa lạc ngay giữa trung tâm hàm thành Với kiến trúc nguy nga Tráng lệ bằng những mái vòm cong vút Kết hợp cùng những khu vườn hoa viên vây bọc Dạ nguyệt lâu xứng với cái danh mà cư dân ở đây gắn cho nó Nhất lầu Ngoài kiến trúc nguy nga tráng lệ vốn có, trong dạ nguyệt lâu có những nàng kỹ nữ với dáng thước tha mỹ miều, nhan sắc diễm trần mà ít có kỹ lâu nào có được. Chính nhờ vào những khung cảnh cùng những trang giai nhân tuyệt sắc mà tòa lầu dạ nguyệt trở thành điểm hội tụ của các kỳ nhân trên giang hồ khi đặt chân đến hàm thành. Nhưng chỉ như thế thôi thì chưa đủ nói hết sự quyến rũ của tòa lầu dạ nguyệt. Ở dạ nguyệt còn có thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Triều Thi Thi tuyệt sắc như thế nào, nhan sắc của nàng ra sao? Có lẽ chỉ có thể diễn đạt, một khi nàng xuất hiện thì hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn. Ngay cả khi tòa dạ nguyệt chẳng còn nàng nữa, mà chỉ còn bức lụa vẽ chân dung kỹ nữ đang ôm đàn cũng đủ sức thu hút khách phương xa. Chính vì sự thu hút quyến rũ của Triền Thi Thi mà bức lụa chân dung của nàng tại tòa dạ nguyệt lâu được xem như một báu vật vô giá, được treo ngay tại gian chính sảnh để bất cứ khách nhân nào cũng có thể tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng hoa nhường nguyệt hẹn của giai nhân. Về đêm, dạ nguyệt lâu càng đúng nghĩa với cái danh của nó. Một khung cảnh nhộn nhịp, một sức quyến rũ lạ thường toát ra từ khung cảnh, từ những trang kỹ nữ tuyệt sắc lộng lẫy trong những bộ cánh xiêm y trắng toát, tưởng như một bầy tiên nữ từ thượng giới vừa hạ thân xuống cõi phàm để tìm thú vui trốn trần tục tất nhiên nơi tụ hội đông nhất là gian đại sảnh có bước chân dung triều thi thi nếu đã đến dạ nguyệt lâu mà không chiêm ngưỡng vóc dáng giai nhân qua bức tranh lụa thì coi như chưa từng bước chân đến tòa nhất lầu này nhưng một khi đã tận mắt chứng kiến cái đẹp mỹ miều của giai nhân thì khó giữ được tâm định không suy tưởng đến nàng dung diện cùng dáng mạo tha thuyết sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí những ai đã một lần được chiêm ngưỡng bức lụa chân dung triều thi thi đêm trung thu vầng trăng sáng tỏ đầy đặn tỏa xuống dạ nguyệt lâu phủ lên nó lớp áo choàng bằng vầng sáng vàng nhàn nhạt đêm trung thu dạ nguyệt lâu càng náo nhiệt hơn mọi đêm thường trong đại sảnh chẳng còn chiếc bàn trống nào tất cả gần như đông cứng bởi những khách nhân đi chơi đêm trăng đến hàm thành hai gã giáo đầu lực lưỡng vác đại đao đứng trước cửa ra vào dạ nguyệt lâu đã nhận được lịnh ý của lý ma ma ngưng đón khách Chính vào lúc cái lệnh đó đến tay hai gã giáo đầu thì lại xuất hiện một trung niên, với dung diện trầm cảm, nhưng sự trầm cảm đó vẫn không làm mất những nét khôi ngôi tuấn tú của y. Trung niên thư sinh vừa bước đến, hai gã giáo đầu đã chặn lại. Một người nói, khách nhân miễn thứ. Dạ Nguyệt lâu đã quá đông khách, xin mời khách nhân đêm sau đến. Trung niên nhìn hai gã giáo đầu, ta đến Dạ Nguyệt lâu vì một cái hẹn 18 năm hai gã giáo đầu nghe trung niên nói chân mày thoạt cau lại họ nhìn nhau như thể hội ý người thứ hai dặn một nụ cười giả lả rồi nói đêm nay dạ nguyệt lâu rất đông khách khách nhân có hẹn e cũng khó gặp được người muốn hẹn thỉnh khách nhân ngày mai đến ta đã hẹn thì không trễ hẹn và cũng chẳng có đêm thứ hai với nguyên thiên phục trung niên với cái tên nguyên thiên phục vừa nói vừa bước len qua hai gã giáo đầu gác cửa Tất nhiên hai gã giáo đầu đâu thể trái lệnh lý ma ma mà cho nguyên thiên phục vào dạ nguyệt lâu dễ dàng như vậy. Dù muốn hay không muốn thì hai gã đó cũng phải chặn vị khách nhân kỳ quặc này lại. Nguyên thiên phục vừa len bước qua hai gã đó thì hai thanh đại đao đã gác chéo chặn gã lại. Gã giáo đầu đứng bên phải nói, khách nhân, xin đừng để chúng tôi phải thất lễ. Dung diện của nguyên thiên phục thoạt xa sầm lại y lạnh nhạt nói đáng ra hai ngươi không nên rút đao trước mặt ta cùng với lời nói đó bằng một thủ pháp cực kỳ tân kỳ song thủ của nguyên thiên phục đã thộp vào hổ khẩu cầm đại đao của hai gã giáo đầu một âm thanh khô khốc phát ra từ hổ khẩu hai gã giáo đầu cạch hai gã giáo đầu gác cửa kỹ lâu dạ nguyệt lâu đau đớn thét lên ôi cha hai thanh đại đao rời khỏi tay họ rơi luôn xuống đất nguyên thiên phục lườm hai gã đó nói tiếp ta có nể mặt lý ma ma nên đao pháp còn chưa biến chiêu y hất tay đẩy hai gã giáo đầu té phệt xuống đất rồi thong dong tiến thẳng về phía gian đại sảnh dạ nguyệt lâu y bước lên những bậc tam cấp dẫn lên cửa gian chính sảnh khi nguyên thiên phục xuất hiện ngay ngưỡng cửa thì mọi cặp mắt của khách nhân đều đổ dồn đến y bởi vẻ mặt trầm uất đến độ lạnh lùng mặc nhiên với những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình soi mói tinh nhãn sáng ngời của nguyên thiên phục như đóng đinh vào bức lụa vẽ chân diện mục của triều thi thi y nhìn bức lụa không chớp mắt rồi từ từ tiến về bức lụa đó y đứng trước bức lụa chiêm ngưỡng gần như bất động hai chân chẳng khác nào bị chôn dính dưới sàn đại sành y lẩm nhẩm nói triều thi thi Nguyên Thiên Phục ngắm nhìn bức lụa, hay tưởng như y đang bị thôi miên bởi chân dung của thiên hạ đệ nhất kỵ nữ. Bất giác Nguyên Thiên Phục buông một tiếng thở dài. Không biết vì nguyên cớ gì mà y thở dài, Thiên Phục có tâm sự gì chăng, hay y vừa kịp phát hiện ra một nét thô cứng trên bức họa giai nhân kia. Nếu không có tiếng thở dài của Thiên Phục thì ngỡ y đã biến thành pho tượng bất động dưới chân dung của thiên hạ đệ nhất kỵ nữ sau khi buông một tiếng thở dài thườn thượt như muốn thổ lộ một tâm trạng u uất thì bất giác thiên phục toan tháo bước chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ. Khi tay thiên phục vừa chạm vào bức họa triều thi thi thì có tiếng nói bằng chất giọng gần gần cất lên ngay sau lưng y, ngươi còn tính tháo cả bước chân dung của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ nữa sao? Thiên phục thu tay lại từ từ quay mặt lại, đối nhãn với kẻ vừa lên tiếng sau lưng mình, ngươi là ai? gã đại hán lực lưỡng, với hàm dâu cá chốt nhướn mày nói. Người từ phương xa đến nên không nhận ra mịch quang tu với ngoại hiệu hoạt thần sát mộ ư, nguyên thiên phục nhíu mày nói, hoạt thần sát là gì? Mịch quang tu vỗ tay vào ngực mình. Hoạt thần sát là mịch mỗ, không một ai ở hàm thành lại không biết. Ngay cả lý ma ma cũng phải nể mặt mịch mỗ mà đêm trung thu này đích thân thỉnh mịch mỗ thế tại hạ đứng đây chiêm ngưỡng chân dung triều thi thi có làm phiền đến các hạ không câu nói của nguyên thiên phục khiến mặt mịch quang tu sa sầm lại trong dạ nguyệt lâu ngoài lý ma ma gia mịch mỗ là chủ nhân ở đây thiên phục cướp lời mịch quang tu dạ nguyệt lâu không thể có một vị chủ nhân thứ hai như các hạ nếu các hạ đáng mặt thay thế Lý Ma Ma thì tại hạ đã biết các hạ, ngươi là ai mà dám nghênh ngang nói với mịch mỗ những lời sắc sược như vậy chứ, tại hạ là Nguyên Thiên Phục. Nguyên Thiên Phục là gì mà dám sắc sược trước mặt hoạt thần sát hàm thành chứ? Thiên Phục mỉm cười rồi nói. Hàm thành có thể biết các hạ nhưng rất tiếc hàm thành quá nhỏ nên tại hạ không biết các hạ, ngươi chưa biết thì mịch mỗ sẽ cho ngươi biết ngay thôi mà mịch quang tu vừa nói vừa hoành tay ra sau lưng rút binh khí binh khí của mịch quang tu là một đôi câu liêm loang loáng mịch quang tu nói mịch mỗ nổi danh hoạt thần sát với đôi câu liêm này hôm nay ngươi sẽ được biết sự lợi hại của nó trước khi biến thành oan hồn vất vưởng dưới a tí đáp lại câu nói hăm dọa của mịch quang tu nguyên thiên phục buông một câu cụt ngủn bằng chất giọng thật hững hờ hoạt thần sát các hạ chỉ biết múa câu liêm thôi ư lời còn động trên môi nguyên thiên phục thì mịch quang tu vũ lộng đôi câu liêm, một tập kích vùng thượng đẳng, dùng móc móc yết hầu. Chiếc còn lại thì công vào vùng hạ đẳng cũng dùng móc câu móc lấy đan điền đối phương. Chiêu công của mịch quang tu thật tàn nhẫn không sao có thể diễn giải được. Có thể nói chiêu thức của mịch quang tu thi triển công kích nguyên thiên phục là một ác chiêu mà một khi chúng đích thì không một ai có thể bảo toàn được tính mạng có lẽ chính vì chiêu thức của y quá tàn độc và tàn nhẫn nên mới được mọi người ở hàm thành gắn cho ngoại hiệu là hoạt thần sát mọi người có mặt trong gian đại sảnh dạ nguyệt lầu chứng kiến mịch quang tu xuất thủ đều nhắm mắt lại và cái họ tưởng tượng trong đầu khi mở mắt ra là một thây người bị đôi câu liêm tàn bạo của họ mịch móc tan thành những mớ thịt bầy nhầy Tất nhiên trong đám thực khách vẫn có người tò mò cố dương mắt thật to để chứng kiến một cái chết thảm bởi tàn chiêu của Hoạt Thần Sát Mịch Quang Tu của gã trung niên kia. Nhưng chiêu thức tàn độc của Hoạt Thần Sát chưa kịp hoàn thiện, thậm chí tưởng chừng như y chỉ mới múa câu liêm thì tự dưng hai tay thủ câu liêm đã tách ra, rời khỏi thân, rơi xuống đất. Bịch, bịch sợi lụa đỏ bọc thanh khoái đao vừa xuất thủ phát chiêu đã vùn vụt quấn lại lưỡi đao, trong khi hoạt thần sát vẫn chưa cảm nhận được song thủ của mình rời khỏi thân pháp. Hai bờ vai của họ mịch trông như hai cục thịt đỏ ối dưới máu theo sự nhích động của thân pháp. Khi mịch quang tu nhận được cảm giác đau đớn thì y cũng chẳng còn sức trụ vững đôi chân bởi mất quá nhiều máu. Mịch quang tu cất lên tiếng rú thảm thiết, a, 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 y té bộp xuống đất ngất lịm máu vẫn tiếp tục tuôn ra cho đến khi y biến thành một cái xác không hồn trong khi đó nguyên thiên phục vẫn dửng dưng trước cái chết của họ mịch mà không biểu lộ chút cảm xúc nào bộ mặt khôi ngô anh tuấn của y vẫn khoác những nét trầm uất trông thật là lạnh lùng cái chết của mịch quang tu quá khủng khiếp nên chẳng mấy chốc gian đại sảnh dạ nguyệt lâu khoác một bầu không khí nặng nề với cảm giác khủng bố bởi đao pháp quá khốc liệt của trung niên lãnh cảm kia thực khách trong gian chính sảnh như chết lặng bởi cái chết của hoạt thần sát mịch quang tu mọi người ngồi bất động tưởng chừng tất cả đã biến thành người pho tượng bất động hay hồn của họ đã tan thoát đi chỉ để lại cái xác vô hồn trong nỗi hãi hùng chợt trong sự im lặng khủng bố đó có người bật đứng dậy kẻ đó thu hết dũng lược thốt lên tàn hồn ma đao cùng với câu nói đó người kia ôm đầu thoát chạy ra ngoài một người thoát chạy kéo theo sự lây lan qua những người khác và chẳng người nào bảo người nào ai nấy đều đua nhau tháo chạy khỏi đại sảnh đường như bầy ong vỡ tổ sự náo loạn tại gian đại sảnh lan nhanh đến những thực khách trên gác lầu ngay cả những trang kỹ nữ tiệt sắc giai nhân cũng bị lôi vào cảnh hoảng loạn đó họ quên bẵng công việc của mình mà nhao nhao chạy về phía cửa hậu 20 gã đại hán lực lưỡng từ trên gác lầu phi thân xuống xếp thành hình cánh cung vây lấy nguyên thiên phục. Tất cả đều tuốt binh khí hườm sẵn, nhưng chưa một ai dám xông vào. Tất nhiên 20 gã đại hán kia đã thấy cái thi thể không toàn vẹn của hoạt thần sát mịch quang tu, mà hoạt thần sát thì ai mà không biết y chứ. Chính cái thây của hoạt thần sát bắt họ phải nghĩ tới kẻ đang đứng trước mặt là một sát thủ bá đạo không thể nào lường hết được cuộc diện đêm trung thu trong dạ nguyệt lầu đang náo nhiệt bất giác trở nên căng thẳng cực kỳ với sự xuất hiện của nguyên thiên phục nhưng cuộc diện cứ kéo dài mãi sau hai mươi gã đại hán đâu thể để một gã trung niên lạ mặt vào phá vỡ việc kinh doanh trong dạ nguyệt lâu nếu không hạ gã khách lạ kia thì sao nhìn mặt chủ nhân lý ma ma mặc dù hai mươi gã biết vị khách kia là một sát thủ nhưng tình thế chẳng đặng đừng bởi bổn phận và trách nhiệm của họ hai mươi gã ra ám hiệu cho nhau rồi đồng loạt thét lớn một tiếng, toàn nhảy sổ vào đối phương. Chính lúc đó thì giọng khàn khàn của một trung phụ thét lên, dừng tay. Tiếng quát kia có uy lực buộc hai mươi gã đại hán hộ pháp dạ nguyệt lâu cùng loạt thối bộ. Họ thối bộ nhưng lại buông những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lý ma ma trong bộ xiêm y theo hoa, viên kim tuyến, tóc búi cao được cài bằng chiếc châm vàng đính ngọc dạ minh châu. Lý Ma Ma nhìn Nguyên Thiên Phục không chớp mắt. Mặc dù đã ngoài tứ tuần, nhưng Lý Ma Ma vẫn không đánh mất vẻ đài các kiêu sa vốn có của một trang giai nhân tiệt sắc lúc xuân thời. Đôi thu nhãn vẫn sáng ngời trong suốt, ngay cả hàng lông mày vẫn được chăm sóc cẩn thận, trông như đôi lá liễu mỏng dính. Với những bước đi vẫn không thua các trang kỹ nữ trong dạ nguyệt lâu, vừa thướt tha vừa uyển truyền. Lý Ma Ma tiến đến đối mặt với Nguyên Thiên Phục nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thiên Phục, Lý Ma Ma nói. Hình như bổn nương đã gặp các hạ ở đâu rồi. Nụ cười cố cựu nhếch trên hai cánh môi mỏng của Nguyên Thiên Phục nhưng đôi chân mày lá liễu của Lý Ma Ma thì trao hẳn lại. Tưởng chừng như mụ đang cố tìm trong tiềm thức của mình một dấu ấn dĩ vãng về người trung niên này. Lý ma ma thối lại một bộ, hai mắt như đóng dính vào nguyên thiên phục, mãi một lúc lâu sau mới thốt được một câu, chẳng lẽ là ngươi, ma ma vẫn chưa nhận ra được tại hạ à. Hay gò má của lý ma ma dần giật một lúc, tàn hồn ma đao nguyên thiên phục. Nguyên thiên phục lại mỉm cười. Lý ma ma nói, đúng rồi, nụ cười này đúng là của tàn hồn ma đao nguyên thiên phục. Lý ma ma lắc đầu, 18 năm. Nguyên thiên phục phải không, chính tại hạ lý ma ma bước tới bất giác ôm lấy vai nguyên thiên phục thiên phục sao đến bây giờ ngươi mới quay lại đây tại hạ không đến quá sớm cũng như quá trễ chứ ma ma nhìn thiên phục không chớp mát hai bàn tay ma ma nắn đôi bờ vai của thiên phục bất thình lình lý ma ma quay lại nói với hai mươi gã đại hán các ngươi lui ra và mang theo cái thây thối này đi hai mươi gã đại hán đồng loạt ôm quyền sướng lên tuân lệnh ma ma khi bọn đại hán hộ lầu rút lui hết ra ngoài lý ma ma mới kéo nguyên thiên phục đến chiếc bàn kê ngay góc đại sảnh thiên phục ngồi xuống đi khi thiên phục vừa yên vị thì lý ma ma hỏi phải ngươi đến tìm triều thi thi thiên phục gật đầu tại hạ không đến quá muộn chứ quá muội rồi thiên phục xa sầm mặt nàng đã không còn ở dạ nguyệt lâu nữa đã đi rồi công tâm mà nói thì ngươi đúng là một kẻ bạc nghĩa vô tình nên muội muội mới bỏ đi thiên phục nhún vai sao ma ma cho tôi là một kẻ bạc nghĩa vô tình thiên phục này tìm đến dạ nguyệt lâu bởi cái danh của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ và sau đó tại hạ lại ra đi cũng như bao nhiêu người khác tàn hồn ma đao nguyên thiên phục đến với triều thi thi và ra đi như những khách nhân bình thường ư thiên phục gật đầu lý ma ma cười khẩy tiếng cười của lý ma ma như một lời chế giễu hay đúng ra là tiếng oán trách không thành lời nhìn thiên phục ma ma nói người nghĩ thế cũng được bởi vì có hảo hán nào đặt chữ tình cho những ả kỹ nữ mà chỉ có kỹ nữ gửi tình cho khách phương xa may mắn chiều thi thi đã ra đi nếu không mà nghe được những lời nói của ngươi chắc có lẽ vỡ tim mà chết mất lý ma ma thở dài một tiếng rồi nói người đã ra đi sao còn quay về dạ nguyệt lâu tìm chiều thi thi làm gì tại sao tại hạ lại không đi tìm một kỷ niệm đẹp trong dĩ vãng chứ tất cả mọi người đều có thể đi tìm một kỷ niệm đẹp thuộc về dĩ vãng người đã nói như vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói cả dạ nguyệt lâu vẫn rộng cửa đón tàn hồn ma đao nguyên thiên phục lý ma ma nhếch mép dè biểu nói tiếp thiên phục dù cho người không nặng lòng với chiều thi thi thì lý ma ma này vẫn nói thiên hạ đệ nhất kỹ nữ đã quá vì người. Nhưng để đáp lại tình của chiều muội muội chỉ có sự lạnh nhạt vô tình. Lý ma ma thở dài. Thiên phục nhìn ma ma nói, Lý ma ma trách tại hạ đấy à? Ta không có cái quyền trách ngươi, mà chỉ trách cho chiều muội muội mà thôi. Nhìn nguyên thiên phục, Lý ma ma nặn một nụ cười giả lả rồi nói. Khách nhân tìm đến dạ nguyệt lâu với mục đích như 18 năm về trước thiên phục lạnh nhạt nói khác hơn một chút khác như thế nào một chút kỷ niệm đẹp về chiều thi thi trong dạ nguyệt lâu chiều thi thi không còn nữa ngoài bức họa kia mà thôi khách nhân có để ý đến bức họa đó không đã nhìn qua lý ma ma nhếch môi đẹp chứ rất đẹp và rất có thần đẹp chỗ nào và có thần chỗ nào thiên phục thoạt cau mày lý ma ma muốn tại hạ trả lời lý ma ma gật đầu tất cả mọi người đến dạ nguyệt lâu chỉ biết chiêm ngưỡng cái đẹp nhan sắc của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ chứ không thấu đáo được cái đẹp và cái thần của muội muội bổn nương nghĩ khách nhân thấy được cái đẹp đó chỉ có mỗi tại hạ thấy sao người trong cuộc thì bao giờ cũng có sự đồng cảm ma ma cho tại hạ là người trong cuộc bổn nương nghĩ như vậy thiên phục lại nhếch môi ma ma đã nghĩ như vậy thì tại hạ không thể để ma ma thất vọng cái đẹp nơi bức họa chân dung của Triều Thi Thi chính là ánh mắt mòn mỏi đợi chờ. Trong ánh mắt kia toát ra cái nhìn của trinh nhân vò võ với thời gian. Tại hạ nói như vậy không biết có đúng không, người biết như vậy sao vẫn thờ ơ với Triều Thi Thi suốt 18 năm. Thiên Phục nhún vai, nhạt nhẽo nói, nếu tại hạ không phải là tàn hồn ma đao nguyên Thiên Phục thì quần hồng có thể níu chân tại hạ. Lý ma ma hà hốc miệng sau câu nói của Thiên Phục ậm ự mãi trong miệng một lúc như tìm ý đáp lời thiên phục một lúc sau lý ma ma mới thốt ra lời bổn nương quên khách nhân là tàn hồn ma đao nguyên thiên phục lý ma ma mỉm cười quay mặt nhìn về cửa hậu tiểu ngọc từ phía cửa hậu một nàng kỹ nữ nhan sắc tuyệt trần xuất hiện tiến thẳng đến bàn lý ma ma và nguyên thiên phục lý ma ma nhìn thiên phục nói sau khi triều thi thi bỏ đi nếu không có tấm lụa chân dung của nàng có lẽ bổn nương đã phải đóng cửa dạ nguyệt lâu còn hiện tại đã có tiểu ngọc bổn nương thiết nghĩ tiểu ngọc hầu phục khách nhân được thiên phục nhìn tiểu ngọc khẽ gật đầu đáng mặt mỹ nhân cô nương có thể đưa tại hạ lên phòng của triều thi thi trước đây tại hạ thích gian thư phòng đó tiểu ngọc nhìn lý ma 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 lý ma ma nói từ lúc chiều thi thi bỏ đi bổn nương đã đóng cửa gian thư phòng đó vĩnh viễn nguyên thiên phục cười mỉm rồi thò tay vào thắt lưng lấy ra một pho tượng lưu ly với nét chạm trổ vô cùng tinh tế y đặt pho tượng lên bàn lý ma ma nhận ra pho tượng này chứ đôi chân mày của lý ma ma thoạt cau lại pho tượng này chính là một trong 12 pho thập nhị la hán mà mỗi pho đều có giá trị liên thành tại hạ rất khâm phục kiến thức của ma ma thiên phục nhướng mày mỉm cười nói tiếp tại hạ đổi pho tượng này để được quyền mở cửa gian thư phòng của triều thi thi lý ma ma đứng lên khách nhân đã muốn thì bổn nương phải chiều khách đa tạ lý ma ma đã nể mặt bổn nương được hời đấy chứ lý ma ma quay lại tiểu ngọc tiểu ngọc hầu phục chu đáo cho khách nhân nhé tiểu ngọc gật đầu lý ma ma buông một tiếng thở dài hướng mặt nhìn tàn hồn ma đao nguyên thiên phục khách nhân đến dạ nguyệt lâu tìm vui rồi lại đi đó không phải là điều ma ma muốn biết và cũng không phải là điều tại hạ muốn đáp lời giọng của thiên phục thật nhạt nhẽo tưởng chừng như chẳng có chút hảo cảm gì với chủ nhân dạ nguyệt lâu lý ma ma bặm môi sau câu nói vô tình của thiên phục nhìn lại tiểu ngọc lý ma ma nói tiểu ngọc con cố lo chu tất cho vị khách nhân này, Tiểu Ngọc sẽ lo chu tất. Lý ma ma gật đầu, thoạt liếc trộm nguyên thiên phục rồi với tay lấy pho tượng ngọc trên bàn, quay lưng bỏ đi thẳng về phía cửa hậu. Thiên phục chẳng hề để tâm đến thái độ của lý ma ma mà thản nhiên rời mắt nhìn lại bức họa chân dung chiều thi thi. Y lẩm nhẩm nói, dù sao thì nàng cũng đã đi rồi. Thế cũng được, chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com. Quỷ kiếm U Linh tác giả. Ngọa Long si nhồi hai kiếm tương tư kiếm thủ vô tình nguồn. Nhan mông quan ngoài hàm thành trong một ngôi cổ miếu hoang tĩnh mịch khác hẳn với dạ nguyệt lâu nguy nga tráng lệ cũng có hai người ngồi ngắm trăng trung thu. Thiếu niên với dáng mạo nho nhã, lịch lãm ngồi bên cạnh lão hán nhân đã ngoài ngũ tuần. Y rót rượu ra chén kính cẩn dâng bằng hai tay, con thỉnh sư phụ lão hán nhân vẫn nhìn lên vầng trăng đầy đặn buông một câu lạnh nhạt cứ để đó thiếu niên e dè đặt chén rượu xuống trước mặt lão hán nhân lão hán nhân thờ ơ nói người thấy đêm nay trăng có đẹp không dạ rất đẹp ạ à. người cũng có thể cảm thụ được cái đẹp của trăng ngà thiếu niên cúi mặt nhìn xuống lão hán nhân thờ ơ bưng chén rượu uống ừng ực rồi bất thình lình đập chén rượu xuống sàn cổ miếu xoàng chén rượu bằng ngọc lưu ly vỡ tan. Thiếu niên vẫn cúi đầu phủ phục. Lão hán nhân thờ ơ nói tiếp. Người sinh ra cũng vào một đêm trăng như thế này. Thiếu niên ngước nhìn lên. Hai mắt chằm chằm nhìn lão hán nhân. Lão hán nhân buông một tiếng thở dài nói tiếp. Lệnh thế kiệt có đệ tử. Lão hán nhân chia tay. Lệnh thế kiệt như đã quá quen với hành động của sư phụ. Chàng đặt vào tay lão nhân một pho tượng gỗ khắc giang dở lão nhân đưa pho tượng gỗ khắc giang dở ngắm nghía rồi tiếp tục khắc nó bằng lưỡi kiếm phát ánh hào quang xanh dơn. Lão hán nhân khắc tượng mà chẳng hề nhìn tới pho tượng. Ánh mắt của lão như chìm vào cõi vô định nào đó. Lệnh Thế Kiệt ngồi bên trong không nói nửa lời. Hình như Thế Kiệt biết lúc này mình không được làm bất cứ điều gì có thể gây ra tiếng động làm mất sự hứng thú của sư phụ nhìn lão hán nhân khắc tượng mà nghĩ lão đã quá quen với công việc này. Tay lão thoăn thoát và chẳng bao lâu bức tượng gỗ đã hoàn tất. Khi lão khắc xong, mới nhìn pho tượng. Lão nhân nhìn lại thế kiệt, thế kiệt ta khắc mất bao nhiêu lâu. Nhanh hơn pho tượng trước đây một chớp mắt. Lão nhân gật đầu, ngươi xem có khiếm khuyết gì không? Thế kiệt đón lấy pho tượng nhìn một lúc rồi nói, thưa không có khiếm khuyết gì. Không có khiếm khuyết giờ thì ngươi biết phải làm gì chứ đệ tử biết thế kiệt đặt pho tượng gỗ lên đầu mình lão nhân buông tiếng thở dài nói hôm nay ta mới nói cho ngươi biết pho tượng gỗ mà ngươi đang đội trên đầu là chân diện mục của một trang giai nhân với ngoại danh là thiên hạ đệ nhất kỹ nữ triều thi thi ở dạ nguyệt lâu kẻ mà ta vừa hận lại vừa yêu thế kiệt lên tiếng chẳng khác nào con kết tập nói hãy vì ta mà quên đi người lời nói đó còn bên thính nhĩ của lệnh thế kiệt thì một đạo ảnh kiếm xanh dờn được chính lão nhân thi triển cắt một đường vòng cung từ trên bổ thẳng xuống đỉnh đầu thế kiệt ánh kiếm xanh dờn kia chỉ dừng lại khi pho tượng gỗ bị trẻ làm hai mảnh bằng nhau mà không hề chạm đến tóc của lệnh thế kiệt một người có thể xuất thủ phát chiêu kiếm được như lão nhân e rằng trên giang hồ chẳng có người thứ hai lão nhân thu kiếm lại lệnh thế kiệt ngươi đã học được những gì ở ta kiếm tương tư kiếm thủ vô tâm lão nhân gật đầu rồi thờ ơ nhìn lên vầng trăng đầy đặn rót rượu cho ta thế kiệt lấy chiếc chén khác rót rượu dâng lên lão nhân bằng hai tay lão nhân đón lấy chén rượu ngửa mặt uống ừng ực uống xong số rượu thế kiệt rót lão nhân đặt chén xuống bên cạnh thờ ơ hỏi tại sao chẳng bao giờ ngươi hỏi ta sao lại không truyền thụ đoạn hồn quỷ kiếm cho ngươi sư phụ thế kiệt không bao giờ dám hỏi điều đó ắt có lý do của nó chắc chắn chưa đến lúc sư phụ truyền kiếm pháp đó cho đệ tử chưa tới thời khắc đó thì có ngày cũng phải truyền đoạn hồn quỷ kiếm cho ngươi nếu sư phụ thấy đệ tử không có căn cơ thì đệ tử không dám tiếp thụ đoạn hồn quỷ kiếm lão nhân cau mày quay ngoắt lại nhìn lệnh thế kiệt ngươi là kẻ rất có căn cơ đó trên cõi đời này không một ai có đủ tư chất và căn cơ để thụ học võ công như ngươi đâu thế kiệt cúi đầu lão nhân thờ ơ nói tiếp thế kiệt kẻ đáng chết nhất trên cõi đời này là ai thế kiệt nhìn lên lão nhân tàn hồn ma đao nguyên thiên phục đao pháp của y có tiệt luân không đao pháp của y xứng danh vô địch so với đoạn hồn quỷ kiếm một chiêu một người lão nhân gật đầu khá lắm ta rất mãn nguyện với ngươi lão chớp mắt nhìn thế kiệt vụt điểm một nụ cười khuôn mặt của lão nhân vốn đã nhăn nhúm nên nụ cười mỉm của lão nặn ra trông thật kỳ quặc nụ cười của lão nhân còn đọng trên hai cánh môi thì bất thình lình xuất hiện ba bóng người vận bạch y bó chẽn mặt được che bằng vuông lụa đen chỉ chừa hai con mắt sáng ngời ba người đó đều cầm binh khí là những chiếc câu liêm sáng ngời ánh thép lão nhân vẫn thờ ơ với sự xuất hiện của ba gã này ba người kia bước đến nhìn lão nhân. Lão nhân nhìn lại Thế Kiệt. Thế Kiệt, lũ chuột thúi này muốn gì? Dạ, có lẽ họ muốn lấy pho tượng thập nhị la hán của sư phụ. Lão nhân nhướng mày hỏi Thế Kiệt tiếp. Kẻ muốn đoạt báu vật từ tay quỷ kiếm giang kỳ thì những kẻ đó sẽ như thế nào, sẽ bị hành xử bởi đoạn hồn quỷ kiếm, nói rất đúng. Hai cánh môi của giang kỳ vừa ngưng động thì ánh kiếm xanh dờn cũng vụt lóe lên rồi biến mất ba gã vận bạch y che mặt vừa xuất hiện đều bị trẻ làm đôi bởi một chiêu kiếm cực kỳ nhanh và khốc liệt thậm chí họ đã bị trẻ làm hai rồi mà thân ảnh vẫn không kịp tách ra khi giang kỳ đã tra kiếm vào vỏ giang kỳ nhìn lại thế kiệt ngươi thấy đoạn hồn quỷ kiếm như thế nào không một ai có thể thi triển được ngoài trừ ngươi thế kiệt cúi đầu nhìn xuống Giang Kỳ Lơ đễnh nhìn lên vầng trăng trung thu đầy đạn nói, sao còn chưa ra mặt một khi đã đến? Thế Kiệt còn chưa biết Giang Kỳ nói với ai thì một bóng hồng tha thướt từ trong khoảng tối trước mặt bước ra, nàng vận võ phục của tây hạ nhan sắc thật tuyệt trần mà ngay cả vầng trăng trung thu đầy đạn trên cao cũng bị lu mờ bởi sự diễm lệ của nàng. Nàng bước đến trước mặt Giang Kỳ từ tốn nói nghe uy danh quỷ kiếm giang kỳ lẫy lừng khắp cõi trung nguyên nếu không tận mắt chứng kiến kiếm pháp đoạt hồn thì cáp nhật hồng có khi cũng chịu một cái chết thảm như ba gã kia thế kiệt nhìn cáp nhật hồng chàng từ tốn nói cô nương đã thấy kiếm pháp của sư phụ vậy sao còn chưa đi nhật hồng nhìn thế kiệt nhún vai rồi quay lại giang kỳ nhật hồng không tìm giang kỳ để đoạt báu vật thì làm gì phải sợ đoạn hồn quỷ kiếm chứ Nàng thản nhiên ngồi xuống cạnh Giang Kỳ, tiểu nữ nói vậy có đúng không? Giang Kỳ quay sang nhìn nàng. Nhật Hồng mỉm cười, chỉ ba cái xác đang từ từ tách ra thành sáu mảnh nói, những gã kia không biết mình biết người nên mới chết thảm như vậy. Nhật Hồng thoạt nhìn thấy hai mảnh pho tượng gỗ. Nàng nheo mày toan nhạt lấy, nhưng Giang Kỳ đã gần giọng nói, để đó. Nhật Hồng rút tay lại. Giang Kỳ nhạt nhẽo nói, người biết phải làm gì. Câu nói của Giang Kỳ như một mệnh lệnh đối với Thế Kiệt. Chàng nhặt hai mảnh pho tượng gỗ ghép lại rồi bước ra khoảng đất xa chôn chúng. Nhật Hồng nhìn theo Thế Kiệt nói, tiền bối có một đệ tử thật là ngoan ngoãn. Ta cũng có thể khiến cho ngươi ngoan ngoãn như Thế Kiệt nếu Nhật Hồng ngoan ngoãn thì đã ở ngoài Tây Hạ rồi chứ không cần rảo bước vào Trung Nguyên. Người đang nói chuyện với quỷ kiếm đoạt hồn Giang Kỳ, chỉ nói chuyện thôi thì chẳng có gì sợ không lẽ tiền bối lại rút kiếm lấy mạng một tiểu nữ ở tận ngoài Tây Hạ lặn lội vào Trung Nguyên vì ngưỡng mộ thanh quỷ kiếm của tiền bối. Đôi chân mày rậm của Giang Kỳ cau hẳn lại và dung diện tưởng chừng nhăn nhúm hơn sau lời nói của Cáp Nhật Hồng. Lão nhìn lên vầng trăng trên cao ta không cần sự ngưỡng mộ. Nếu đã không cần sự ngưỡng mộ thì tiền bối cần chi phải luyện kiếm pháp đến cảnh giới siêu quần thần sầu như vậy chứ. Phàm bất cứ ai luyện võ công đều tơ tưởng một ngày kia mình là kẻ vô địch thiên hạ, được người người ngưỡng mộ, ta không hẳn là một kẻ như vậy." Nhật Hồng mỉm cười nhìn Giang Kỳ nói, "Cho dù Nhật Hồng có phải lặn lội từ Tây Hạ vào Trung Nguyên để đến Hàm Thành cũng không phí công đâu." Nàng rót rượu ra chén của Giang Kỳ. Thế Kiệt đã quay trở lại ngồi hầu bên cạnh sư phụ nhật hồng bưng chén rượu bằng hai tay tiểu nữ có thể thay vị huynh đài kia hầu phục tiền bối chén rượu này chứ giang kỳ đón chén rượu của nàng uống cạn nhật hồng ôm quyền xá đa tạ tiền bối đã cho nhật hồng một cơ hội hầu phục ta không phải là kẻ quá nhỏ nhen và ích kỷ giang kỳ quay lại thế kiệt thế kiệt đáp lễ lại người thế kiệt nói thưa vâng chàng rót rượu ra chén rồi trịnh trọng bưng bằng hai tay dâng lên cáp nhật hồng nhìn thế kiệt, Nhật Hồng thoáng một chút lúng túng, sững sờ bởi vẻ anh Tuấn khôi ngô của chàng. Nàng bẽn lẽn nói, đa tạ đại ca, nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi trao lại thế kiệt, Nhật Hồng muốn cùng uống với huynh đài. Thế kiệt lắc đầu, Nhật Hồng nhớn mắt, sao vậy, cô nương đã là khách của sư phụ. Nhật Hồng quay lại giang kỳ, tiền bố ị, thế kiệt nói đúng đó. Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt rồi dốc hết số rượu vào miệng mình nàng nhăn mặt ho sặc một tiếng ui cha cay quá đặt chén rượu xuống cạnh giang kỳ nhật hồng nói trong hàm thành tại dạ nguyệt lâu vừa xuất hiện một người võ lâm vô tình náo loạn đêm trung thu ngoài hàm thành lại có đoạn hồn quỷ kiếm chắc chắn đêm nay sẽ có cuộc hoạt náo thú vị lắm đây không biết nhật hồng nói với ai nhưng vừa dứt lời thì quỷ kiếm giang kỳ đã quay ngoắt lại nhìn nàng y đã đến rồi ư giang kỳ vừa nói vừa đứng lên thế kiệt cũng đứng lên theo giang kỳ chàng khẽ nói sư phụ giang kỳ lạnh nhạt nói nếu ta không về thì ngươi tự vươn lên đứng trong cõi giang hồ này giang kỳ dứt lời khẽ lắc đôi vai cất mình thoát đi thoạt cái đã mất hút chẳng để lại tâm dạng gì thế kiệt toan đuổi theo nhưng cáp nhật hồng đã thộp lấy hổ khẩu kéo giật lại thế kiệt tròn mát Cô nương, huynh dám cãi lệnh sư tôn à, thế kiệt thở hắt ra một tiếng, trong khi Nhật Hồng lại mỉm cười nói. Huynh được tự do không thích sao mà cứ đeo bám sư tôn như một đứa bé lên hai lên ba vậy, tại hạ không phải như cô nương nghĩ đâu. Thế thì huynh và Nhật Hồng vào hàm thành tìm tử quán nào đó đối ẩm đón chăng chứ? Nàng vừa nói vừa kéo thế kiệt đi. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio.com Quỷ kiếm u linh tác giả. Ngọa Long si nhồi ban nửa chiêu một đời người nguồn. Nhan mông quan khu hoa viên của dạ nguyệt lâu thật vắng lặng kể từ lúc tàn hồn ma đao nguyên thiên phục xuất hiện. Sự vắng lặng đó tạo ra một khoảng không gian nặng nề và trầm cảm. Ánh sáng vầng trăng đêm chiếu xuống dáng người phong lưu thư sinh của Nguyên Thiên Phục soi vào hồ nước cái bóng của y. Chiếc bóng của tàn hồn ma đao nguyên thiên phục hợp cùng ánh trăng đêm khắc họa một hình ảnh huyền hoặc và ma quái. Thiên phục ngắm nhìn hòn giả sơn với cái dáng bất động. Không biết hòn giả sơn kia có gì thu hút, hay y đang nhìn vào cái dĩ vãng mà chỉ có hòn giả sơn vô chi vô cảm kia là vật minh chứng duy nhất. Vòng tay khoanh tròn trước ngực, ôm gọn ngọn khoái đao, ngỡ như y ôm vóc dáng người tình mà tâm tôn thờ đoạt hồn quỷ kiếm xuất hiện sau lưng tàn hồn ma đao nguyên thiên phục. Đêm tĩnh lặng nghe rõ mồn một từng bước chân của giang kỳ dẫm lên những viên đá quậy trải đường trong hoa viên. Đoạt hồn quỷ kiếm chỉ dừng bước khi cách nguyên thiên phục độ mươi trượng. Nguyên thiên phục từ từ quay lại, ta tưởng các hạ không đến, canh ba. Lời nói vừa rứt trên môi giang kỳ thì tiếng mõ canh báo hiệu cũng trỗi lên ba tiếng. Giang kỳ nhìn thiên phục. Ta không đến trễ hơn thời khắc đã hẹn với các hạ, không đến trễ cũng không đến sớm, đó là cố tính của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, ta rất sợ đến trễ để người khác phải chờ. Các hạ vẫn như thừa nào? Giang Kỳ cười khẩy rồi nói, 18 năm chúng ta gặp nhau tại Hòn Giả Sơn trong Dạ Nguyệt Lâu. 18 năm tái ngộ nhưng lại thiếu một đệ tam nhân, Triều Thi Thi. Giang Kỳ gật đầu, thiếu Triều Thi Thi, nàng đã bỏ Dạ Nguyệt Lâu ra đi giang kỳ lắc đầu nàng đã ôm mối tình tương tư đi tìm người tình rồi nàng đã chết đôi chân mày lưỡi kiếm của tàn hồn ma đao thoạt câu lại nàng chết rồi ư đã chết thiên phục thở ra tội nghiệp chỉ hai chữ tội nghiệp thôi sao tại hạ không biết nói gì hơn các hạ đáp lại chữ tình của triều thi thi chỉ vẻn vẹn bởi hai tiếng tội nghiệp còn nàng lại trả chữ tình của mình bằng cả một cuộc đời một sinh mạng tại hạ không vay tình ở nàng Đoạt hồn quỷ kiếm nhìn Tàn hồn ma đao, các hạ đã luyện đao đến cảnh giới vô tình. Thiên Phục mỉm cười, một nụ cười trầm cảm không biểu lộ cảm xúc gì. Nụ cười đó ngỡ như được tạc ra trên một pho tượng anh tuấn nhưng không có thần có hồn. Thiên Phục nói, "Còn kiếm pháp của các hạ Tàn khốc hơn bởi chữ tình, các hạ vẫn giữ cái bóng của giai nhân." Gửi chiếc bóng đó vào kiếm rồi, tại hạ tin như vậy chữ tình kia được gửi vào kiếm chiêu thì quỷ kiếm mới có thân, mới đạt đến cảnh giới siêu hóa xuất quỷ nhập thân. Chữ tình kia gửi vào kiếm thì mới có cái hẹn 18 năm vào đêm trung thu này, các hạ vẫn nhớ cái hẹn đó chứ. Nếu đêm nay đoạt hồn quỷ kiếm không xuất hiện, Nguyên Thiên Phục không còn hứng thú với võ lâm Trung Nguyên nữa, Giang Kỳ không thể quên cái hẹn, các hạ có vật chứng chứ, tất nhiên nếu không có vật chứng thì giang kỳ này đâu thể tái kiến với tàn hồn ma đao tại hạ muốn thấy vật chứng đó giang kỳ cho tay vào thắt lưng lấy ra một pho tượng ngọc lưu ly trong bộ thập nhị la hán giang kỳ bước đến pho tượng ngọc dâng tận tay nguyên thiên phục các hạ hãy nhìn xem có đúng không thiên phục đón lấy pho tượng đưa lên ngắm y vừa ngắm vừa nói trong tay đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ thì không phải giả rồi, ta đã có vật chứng, còn các hạ, đúng như giao ước của chúng ta. 18 năm nguyên thiên phục lạn lội khắp giang hồ cũng vì cái hẹn đêm nay, lời nói của tàn hồn ma đau thì không thể giả được. Một lần nữa hai cánh môi mỏng của tàn hồn ma đao nguyên thiên phục lại tạo ra một nụ cười không có hồn không có thân. Y đặt pho tượng ngọc lên hòn giả sơn, lạnh nhạt nói, đau của tại hạ rất vô tình. Kiếm của Giang Kỳ rất vô tâm. Thiên Phục lấy trong thắt lưng bước ra dê để cạnh pho tượng, chỉ thư của tại hạ nằm bên kim thân la hán của các hạ. Thiên Phục nói xong từ từ quay lại đối mặt với đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ. Y nhún vai nói, 18 năm trước các hạ thua ta hay thắng ta, quỷ kiếm thấp hơn ma đao nửa chiêu. Lần này cũng sẽ nửa chiêu chứ, chữ tình Giang Kỳ đã gửi vào kiếm. Mặt nguyên Thiên Phục xa sầm lại y thở hắt ra một tiếng rồi từ từ cởi lớp lụa đỏ bọc thanh khoái đao ánh sáng trăng chiếu vào lưỡi đao tỏa ra thứ ánh sáng bạc lấp lánh chứng tỏ đó là một thanh bảo đao cực kỳ sắc bén bên kia ngọn quỷ kiếm cũng được giang kỳ tuốt ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng xanh rờn mặc dù chưa động thủ xuất chiêu nhưng khoảng không gian mười trượng chung quanh hai người đã nặng nề một bầu sát khí rờn rợn Nguyên Thiên Phục lẫn Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đều cùng một cảm nhận đang đứng trước tử khí của đối phương. Vẻ mặt của hai người vừa trang trọng vừa khẩn trương cực độ. Kiếm và đao đã hướng vào nhau, nhưng hai người như hai pho tượng bất động. Họ im lặng và chỉ đối nhãn với nhau. Nếu có ai đứng ngoài cuộc thị nhãn cục diện này cũng khó mà giữ được tĩnh tâm bởi bầu không khí quá nặng nề vầng nguyệt tròn đầy đặn trên cao trách dần theo thời khắc trôi qua dần dần. Tiếng mõ canh trỗi lên báo hiệu canh tư cùng với nụ cười nhếch lên từ hai cánh môi mỏng của tàn hồn ma đao nguyên thiên phục. Một nụ cười tàn nhẫn và vô hồn. Khi nụ cười đó vụt tắt trên hai cánh môi thì lưỡi tàn hồn đao khẽ nhích nghiêng một chút. Cái lật lười đao bình thường đó tưởng chừng như chẳng có tác dụng gì, nhưng nếu tinh mắt thì sẽ kịp nhận ra ánh sáng trăng phản chiếu từ lưỡi đao. Thoát ra một tia sáng chớp nhoáng liêng ngang qua mắt Giang Kỳ. Tia sáng bất chợt có tác dụng gì? Tất nhiên nó buộc đoạt hồn quỷ kiếm phải chớp mắt và chỉ một cái chớp mắt đó thôi cũng đủ biến thành một cơ hội cho nguyên thiên phục xuất thủ độc chiêu. Nhưng cục diện đâu phải dễ dàng để tàn hồn ma đao thực hiện được ý định của mình. Đôi tinh nhãn của đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ vẫn trơ ra khi tia sáng trăng phản chiếu từ lưỡi tàn hồn đao hát vào mắt cục diện trận đấu đã có sự thay đổi, trong một khoảng khắc chưa đầy một cái chớp mắt. Khi tàn hồn đau vừa nhích động, thì quỷ kiếm đã xuất thủ. Tiếng khí kiếm xé toạc không gian tĩnh lặng giữa hai đối thủ. Z, cùng lúc với tiếng khí kiếm nghe bốt giá cột sống thì đạo bạch quang cũng xuất hiện từ lưỡi tàn hồn đau của Nguyên Thiên Phục cả hai đối thủ cùng xuất chiêu một lượt, tuy nhiên đoạt hồn quỷ kiếm có phần nhanh hơn một đốt tay, bởi vì Giang Kỳ xuất thủ trước đối phương một cái chớp mát. Ngỡ đầu kiếm vào đao sẽ chạm thẳng vào nhau, nhưng khi hai đối thủ hoán đổi vị trí cho nhau vẫn chẳng có tiếng binh khí nào chạm vào nhau cả. Cục diện lại trở về với cõi im lặng nặng nề, nhưng lần này e rằng không gian càng trang trọng hơn. Nguyên Thiên Phục lẫn Giang Kỳ quay lại đối mặt với nhau. Dưới ánh trăng rằm đêm Trung thu thấy rõ trên thân ảnh của tàn hồn ma Đao Nguyên Thiên Phục xuất hiện một vệt đỏ ngay vùng chấn tâm. Máu đang tiếp tục rỉ ra, nhưng tuyệt nhiên thần sắc của y vẫn không biểu cảm gì. Bên đây ống tay áo của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ cũng xẻ dọc một đường dài. Nguyên Thiên Phục thở hắt ra một tiếng, ôn tồn nói, "Tại hạ đã nhận lại của các hạ nửa chiêu kiếm, nửa chiêu thì chưa thể lấy mạng được tàn hồn ma Đao Nguyên Thiên Phục." đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ từ từ cha thanh quỷ kiếm vào vỏ. Y vừa cha vừa nói, 18 năm giang kỳ luyện kiếm cũng chỉ hơn được tàn hồn ma đao nguyên thiên phục nửa chiêu. Nửa chiêu kiếm hôm nay chẳng đủ trả lại khoảng thời gian mà giang kỳ này bỏ ra. Nguyên thiên phục quấn lại dây lụa bọc lưỡi tàn hồn đao. Y vừa quấn dây lụa vừa nói, nhưng cuộc tái kiến hôm nay các hạ là người thắng chứ không phải là kẻ thua như 18 năm trước đây. Giang Kỳ cười khẩy rồi nói, cuộc tái kiến này, Giang Kỳ ta không thể là người thua như cách đây 18 năm. Nếu trước đây, đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ là kẻ thua cuộc nên phải nhường triều thi thi cho nguyên thiên phục thì hôm nay ta là kẻ thắng để có được cái thần và cái hồn của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ các hạ được cái hồn của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ và được cả tâm huyết 18 năm của tại hạ. Cuối cùng các hạ cũng trả được nửa chiêu đao trước đây của ta. Thiên Phục nói xong, ôm quyền xá đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ, có cơ hội chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhận cái xá của Nguyên Thiên Phục nhưng Giang Kỳ vẫn đứng bất động thờ ơ. Khi Thiên Phục quay bước bỏ đi, Giang Kỳ nhìn theo sau lưng, lẩm nhẩm nói, "18 năm mà Giang Kỳ chỉ hơn Nguyên Thiên Phục đúng nửa chiêu đoạt hồn quỷ kiếm." Y nói xong, buông một tiếng thở dài não ruột. Nguyên Thiên Phục đã mất dạng hẳn rồi mà đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ vẫn còn đứng sừng sững trong ánh trăng đêm. Y đứng lâu như thế một lúc lâu bất chợt dùng mình, ho khan vài tiếng rồi ói luôn một bụng máu. Giang kỳ chùi máu động trên hai mép mới quay lại hòn giả sơn lấy bức di thư ra dê và pho tượng kim thân la hán. Y nhìn hòn giả sơn chằm chằm. Khuôn mặt của Y sa sầm xuống như để hồi tưởng lại những kỷ niệm mà Y đã trải qua tại chốn này. Trong cảnh quang tĩnh lặng đó Giang kỳ như một kẻ cô đơn, chờ trọi. Bất giác Giang kỳ lấy một khúc gỗ rồi thản nhiên khắc thành bức tượng thiên hạ đệ nhất kỹ nữ triều thi thi. Y khắc quá nhanh, chỉ trong khoảng khắc đã hoàn thành pho tượng triều thi thi. Giang Kỳ đặt pho tượng lên hòn giả sơn. Y vừa làm xong một công việc đã trở thành thói quen không thể bỏ được thì bất thình lình xuất hiện những người phi thân tới đứng thành hàng sau lưng Giang Kỳ. Sự xuất hiện của những người đó Giang Kỳ đều phát hiện nhưng y không bằng quay lại mà chỉ chăm chăm nhìn pho tượng gỗ vừa đặt trên đỉnh hòn giả sơn một lão nhân đầu tóc bạc phơ đi cùng với vị trung phụ nhan sắc mỹ miều bước tới hai bộ giang kỳ giang kỳ thờ ơ nói ai vừa gọi tên ta đó giang kỳ vừa nói vừa quay lại vừa đối nhãn với lão nhân và trung phụ mỹ miều đôi chân mày của giang kỳ thoạt cau hẳn lại lão nhân vận trường bào bằng gấm theo đôi lưỡng xà trước ngực lên tiếng ngươi nhận ra lão phu chứ giáo chủ thần long giáo tiêu khắc sao giang mỗ có thể không biết chứ, người biết lão phu rồi, thế có biết mục đích của lão phu không, pho tượng kim thân la hán của giang mỗ, không sai. Thần long giáo chủ quan sát giang kỳ từ đầu đến chân, vuốt tròm dâu bạc nói. Nếu lúc này có tàn hồn ma đao nguyên thiên phục thì lão phu không dám làm kinh động đến đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ trong lúc ngươi đang suy tư về kẻ chi kỷ nhưng rất tiếc lão phu phải phá vỡ những suy nghĩ của ngươi, nguyên thiên phục khiến các ngươi sợ hãi à, trung phụ đáp lời giang kỳ, hay vẫn đối phó khó hơn một. Phu nhân nói đúng với suy nghĩ của những kẻ bình thường, nhưng lại hoàn toàn sai với giang kỳ. Dù cho nguyên thiên phục có ở đây thì thiên phục vẫn là thiên phục, còn giang kỳ vẫn là giang kỳ. Giáo chủ thần long giáo rũ hai ống tay áo, lớn giọng nói, không nhiều lời nữa lão phu cho ngươi một cơ hội. Giang kỳ nhớn mày, cơ hội gì? Nếu ngươi chịu giao pho tượng kim thân la hán cho lão phu thì ngươi có thể rời khỏi đây mà không một ai làm khó dễ gì ngươi cặt thế ư, giang kỳ dứt lời, ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của y như tiếng nói chế diễu thần long giáo chủ tiêu khác. Cắt chàng tiếu ngạo đó, Giang Kỳ từ tốn nói, thần long giáo chủ có thể đoạt được pho tượng kim thân la hán của ta hay sao? nếu thần long giáo đoạt được báu vật trong tay giang mỗ thì giang mỗ đâu còn là đoạt hồn quỷ kiếm ngươi nói rất đúng nhưng hôm nay thì không như ngươi nói đâu bởi trước khi ngươi và nguyên thiên phục giao thủ so tài với nhau thì lão phu đã sắp xếp trước rồi giang kỳ nhún vai lão sắp xếp như thế nào chung quanh đây lão phu đã cho hạ độc và chỉ chờ cuộc giao thủ giữa ngươi và nguyên thiên phục kết thúc là tới phần lão phu lão đã hạ độc rồi ư giang mỗ có nghe thiên hạ truyền tụng chất độc của thần long giáo vô cùng lợi hại nó không mùi không sắc và có thể xâm nhập vào nội thể bằng mọi cách ngươi tin chứ giang kỳ gật đầu giang mỗ tin thế thì sao ngươi còn chưa chịu giao pho tượng kim thân la hán cho lão phu rất tiếc chất độc của thần long giáo chủ chưa làm gì được đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ chính vì thế giáo chủ muốn đoạt pho tượng kim thân la hán của gang mỗ e phải dụng tới chân võ học của giáo chủ ngươi thật là cao ngạo cười khẩy một tiếng giang kỳ nói đừng nghĩ giang mỗ cao ngạo mà hãy tự cho các ngươi không có bản lĩnh để đoạt báu vật trong tay giang mỗ giang kỳ vừa dứt lời thì thêm hàng loạt những cao thủ xuất hiện bọn cao thủ này đều vận bạch y bó chẽn đầu đội mũ trùm kín chỉ chừa hai mát Liền theo sau bọn cao thủ vận quái phục kia là một trung nhân vận trường bào, tóc bỏ rủ, hai mắt sáng ngời chứng tỏ một nội lực siêu phàm. Trung nhân vừa xuất hiện có một dung diện thật kỳ lạ. Khuôn mặt dài ngoằng, cùng chiếc miệng rộng quá khổ, chân mày xếch ngược thể hiện những nét không cân đối kỳ dị. Y chấp tay sau lưng bước đến bên Thần Long giáo chủ. Câu hồn bang nếu được Thần Long giáo chủ cho dự phần thì xin được tiếp một tay giáo chủ thần long tiêu khắc nhìn lại câu hồn bang chủ. Tạ bang chủ cũng thích pho tượng kim thân la hán của Giang Kỳ à, tạ ưng long nhún vai, thập nhị kim tượng có tổng cộng 12 chiếc. Có đủ 12 cái mới có thể tìm được bí mật, còn chỉ có một thì cũng vô ích thôi. Tuy nhiên trên mỗi pho tượng kim thân la hán đều có khắc khẩu quyết luyện công cực kỳ lợi hại nên ai cũng muốn có ngay như đoạt hồn quỷ kiếm cũng có đặng một chiếc mặc dù kiếm pháp của giang các hạ đã thuộc hàng siêu hóa vô song tạ ưng long xoa tay nói tiếp tuy nhiên cuộc hội diện hôm nay câu hồn băng không có ý tranh đoạt pho tượng kim thân la hán với thần long giáo tiêu khắc nheo mày chỉ có mỗi một pho tượng kim thân la hán thôi làm sao chia phần được tạ ưng long chỉ giang kỳ trong người y ngoài pho tượng kim thân la hán ra còn một thứ nữa bổn bang chủ cần món đó. Tiêu khắc nhớn mày, y còn cái gì nữa? Giang kỳ đáp lời thay tạ ưng long, bức di thư bằng da dê của tàn hồn ma đao nguyên thiên phục. Có đúng như vậy không tạ bang chủ? Tạ ưng long buông một tiếng cụt lùn, không sai. Giang kỳ gật đầu, cả hai thứ đó đều ở trong người giang mỗ, thế thì ai là kẻ đến đoạt chúng đây? Thần long giáo chủ tiêu khắc nhìn bang chủ câu hồn bang tạ ưng long, bang chủ, thế nào? Tạ ưng long chưa kịp đáp lời thì chợt thấy Giang Kỳ Thoạt dùng mình. Ưn long reo lên, hắn đã bị tàn hồn ma đau làm cho bị nội thương rồi. Y quát bọn thuộc hạ đang trong bộ lốt quái dị tất cả xông vào. Mệnh lệnh đã được tạ ưng long ban ra liền được bọn cao thủ câu hồn bang hưởng ứng. Hai mươi gã câu hồn bang phi thân lao tới đoạt hồn quỷ kiếm Giang Kỳ. Chúng như bầy sói hoang ngỡ Giang Kỳ là một miếng mồi ngon ánh kiếm xanh rờn xuất hiện khi bọn cao thủ câu hồn bang nhập trận. Cả một vùng phạm vi chung quanh giang kỳ dày đặc màn kiếm quang xanh rờn. Màn ảnh kiếm đó xuất hiện tạo ra một vòng lưới tử thần chỉ trong không đầy một tiếng thở ra rồi vụt tắt nhưng hai mươi gã cao thủ câu hồn bang đã biến thành những thân ma bị bổ đôi từng khúc. Giang kỳ chỉ hơi lảo đảo một chút. Tiệt chiêu quỷ kiếm đoạt hồn của Giang Kỳ thi triển chỉ trong một khoảng khắc mà giết hai mươi mấy cao thủ câu hồn băng, khiến cho thần long giáo chủ lẫn bang chủ câu hồn bang phải rúng động tận tâm. Can, cả hai đứng sững sờ nhìn Giang Kỳ không chớp mắt. Giang Kỳ tăng hắng nói, đêm nay đã quá đủ để các ngươi thấy sự tàn khốc vô lượng của thanh quỷ kiếm. Nếu các ngươi có hứng thú thì đêm mai Giang Mỗ sẽ đến tìm các ngươi. Giang Kỳ vừa nói vừa bất thần trở kiếm chém xả vào pho tượng gỗ đặt trên hòn giả sơn. Pho tượng bị chém đôi nhưng tuyệt nhiên lưỡi kiếm không hề chạm đến hòn đá giả sơn bên dưới pho tượng gỗ. Giang Kỳ không quay mặt lại mà lạnh nhạt nói. Trước khi muốn thực hiện ý định đoạt báu vật của đoạt hồn quỷ kiếm thì phải nhìn chân võ học của mình, kẻo chẳng khác gì chữ tình của Giang Mỗ nói xong câu cảnh báo đầy chất giọng sát khí khủng bố giang kỳ tra kiếm vào vỏ thản nhiên bỏ đi trước những cặp mắt của thần long giáo chủ lẫn bang chủ câu hồn bang thần long giáo chủ đã có chuẩn bị từ trước bằng chất độc bổn môn vây quanh phạm vi này nhưng vẫn đứng chân chân nhìn giang kỳ mặc dù vẫn biết đoạt hồn quỷ kiếm đã bị độc chất bổn môn thâm nhập vào nội thể đến bang chủ câu hồn bang dù muốn dự phần nhưng lại thất thần sững sờ bởi cái chết của 20 gã thuộc nhân trong đội câu hồn sứ giả. Lão nhìn theo sau lưng Giang Kỳ, buột miệng nói. Đúng là quỷ kiếm, quỷ kiếm mà. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com Quỷ kiếm u linh tác giả. Ngoạ long si nhồi bốn lãnh tâm nhạt tình nguồn. Nhan mông quan ngồi trước tấm gương đồng bóng lộn, nguyên thiên phục chằm chằm nhìn vào vết thương của mình qua tấm gương đó. Vùng chấn tâm tử huyệt của tàn hồn ma đao bị khoét một lỗ thủng vừa đúng một đốt ngón tay. Nếu như vết thương do mũi quỷ kiếm tạo ra nhấn sâu thêm một đốt tay nữa thì tim của nguyên thiên phục đã thủng rồi. Máu vẫn dỉ ra từ vết thương, nhưng tàn hồn ma đao vẫn mặc nhiên để cho máu tươm thấm đỏ vùng ngực mình. Thi lẩm nhẩm nói, kiếm của Giang Kỳ đúng là vô tình. Vừa thốt xong câu đó, thiên phục buông một tiếng thở dài. Tiểu Ngọc bước vào thư phòng đến bên thiên phục. Nàng lo lắng nhìn vết thương của nguyên thiên phục. Huynh để cho Tiểu Ngọc rửa vết thương cho Huynh nhé. Thiên phục ngẩng lên nhìn nàng, cô nương cứ làm giúp tại hạ. Tiểu Ngọc quỳ xuống bên cạnh thiên phục, cẩn thận rửa vết thương trong khi tàn hồn ma đau vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương đồng. Tiểu Ngọc Lý Nhí nói: "Huynh có đau không?" "Không." "Muội rắc thuốc trị thương cho huynh nhé." Thiên Phục lắc đầu, nàng nhìn xem vết thương của ta có gì lạ không. Tiểu Ngọc chăm chú quan sát vết thương của Thiên Phục rồi nhìn y nói: "Quanh vết thương có máu bầm đen." Thiên Phục lắc đầu: "Ta không tin." Nàng nhìn lại một lần nữa xem. Tiểu Ngọc nhìn lại một lần nữa rồi ngẩng lên nói: "Muội nói thật đó, hình như vết thương của huynh có độc." thiên phục cau mày, tại sao lại như vậy được chứ? Chẳng lẽ trong thanh quỷ kiếm của Giang Kỳ có tầm độc? Chắc chắn là có độc. Thiên phục buông một tiếng thở dài. Y lắc đầu lẩm nhẩm nói, ta không thể nào tin được, Giang Kỳ không bao giờ sử dụng độc. Giang Kỳ không bao giờ sử dụng độc. Dù có nằm mơ cũng không tin được. Thiên phục chỉ giá đèn, nàng lấy dùm ta giá đèn tiểu ngọc vội vã bước đến bưng giá đèn có ba ngọn bạch lạp đang cháy đem đến cho nguyên thiên phục đón lấy chiếc giá đèn thiên phục kê nó sát vào vết thương đôi chân mày của y thoạt cau lại hủy cốt vô ảnh độc độc môn của thần long giáo y vừa nói vừa cong ngón trỏ điểm vào vùng vết thương từ vết thương máu đen trào ra bốc mùi tanh khó ngửi vô cùng tiểu ngọc hối hả lau máu tràn ra ngoài vết thương Nguyên thiên phục thở dài nói. Kiếm của y đã vô tình rồi sao còn dụng đến độc hủy cốt vô ảnh của thần Long Giáo. Vẻ mặt y bỗng trở nên tư lự vô cùng, chẳng lẽ? Nguyên thiên phục lại thở ra. Tiểu Ngọc hỏi, với vết thương này và chất độc hủy cốt vô ảnh, huynh có bị làm sao không? Thiên phục nhìn nàng, ta có chết cũng được, nhưng lại đau khi nghĩ trong thanh quỷ kiếm của Giang Kỳ có tầm độc huynh sao có thể lường hết được tâm địa của con người. Tiểu Ngọc Sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng lên, muội nhớ ra rồi. Thiên Phục nhìn nàng, Tiểu Ngọc nói, trước đây có một lão nhân tự xưng là thần long giáo chủ gì đó có quá vãng dạ nguyệt lâu. Lão nhân đó có tặng cho muội một viên giải bách độc. Để muội đi lấy cho huynh. Thiên Phục thờ ơ hỏi Tiểu Ngọc, ta sẽ nợ nàng sao? nàng lắc đầu không không huynh không nợ gì muội đâu chỉ tại muội mến phong độ và hào khí của huynh huynh đợi muội một chút nhé tiểu ngọc lẩn ra ngoài thư phòng một lúc sau quay trở lại nàng nhìn thiên phục nói để muội cho huynh uống thuốc nhé thiên phục thờ ơ để nàng đặt viên thuốc giải dược vào miệng mình thiên phục nhìn lại tấm gương đồng bần thần nói dạ nguyệt lâu huynh nói gì vậy ta có quá nhiều kỷ niệm ở tòa lầu này thiên phục thở ra, tiểu ngọc nói, người kia là ai mà lại cố sát tử huynh chứ? Huynh và y có mối hận bất đội trời chung à, thiên phục nhìn lại tiểu ngọc đang quỳ bên cạnh y, nàng muốn hỏi ai? Kẻ đã để lại vết thương trên thân thể huynh. Cái người có tên là Giang Kỳ đó, đừng hỏi ta điều đó trước khi ta rời khỏi dạ nguyệt lâu. Tiểu Ngọc xa sầm mặt, huynh đi à, ta không thể ở một chỗ đất trời trung nguyên mênh mông quá mà ta lại quá cô độc và trơ trọi thiên phục đổi giọng thật từ tốn và ôn hòa tiểu ngọc có muội ta muốn uống rượu và nghe nàng đàn thiên phục đứng lên nắm tay tiểu ngọc dẫn lại chiếc đàn tranh đặt ngay bên cửa sổ tiểu ngọc bối rối nói huynh thiên phục ép nàng ngồi xuống bên chiếc đàn lý ma ma nói tiểu ngọc có thể thay thế chiều thi thi muội không thể sánh được với thiên hạ đệ nhất kỹ nữ hay huynh muốn nhìn muội để thấy lại bóng người xưa." Thiên Phục nhìn Tiểu Ngọc khẽ gật đầu. Dung diện Tiểu Ngọc bất giác lộ những nét buồn ủ rột. Nàng nhìn xuống chiếc đàn tranh, nếu như vậy, muội sẽ đàn cho huynh nghe, nhưng chắc chắn tiếng đàn của muội không thể so sánh với tiếng đàn của Triều Thi Thi, nàng cứ đàn cho ta nghe. Đêm nay ta muốn quên thực tại để quay về với Hoài Kỳ." Tiểu Ngọc nhìn Thiên Phục bằng ánh mắt đượm buồn những ngón tay mảnh mai thon thả của nàng đặt lên phím đàn. Tiếng réo rắt trầm bổng ngân lên trong âm hưởng của một tấu khúc mang đầy tâm sự thê lương của người chinh phụ. Trong khi tiểu ngọc đàn thì nguyên thiên phục không ngừng rót rượu ra chén để uống. Gã uống rượu mà ngỡ như uống nước, không biết gã có nghe được tấu khúc mà tiểu ngọc đàn không? Khi tiếng đàn ngưng bật thì vò rượu năm cân cũng chẳng còn giọt nào ngoài số rượu mà thiên phục vừa rót ra chén. Thiên Phục bưng chén rượu đến bên Tiểu Ngọc, "Ta thưởng nàng một chén." Tiểu Ngọc bẽn lẽn đón lấy chén rượu Thiên Phục trao. Nàng nhỏ giọng từ tốn nói, "Tiểu Ngọc muốn uống cùng với huynh." Thiên Phục gật đầu, Tiểu Ngọc nhấp một ngụm rượu đầy rồi trao qua tay Thiên Phục. "Huynh cứ tưởng tượng đang đối ẩm với người trong hoài kỳ." Thiên Phục lắc đầu, "Đã là dĩ vãng thì ta chỉ nhớ chứ không sống với nó." thiên phục dốc hết số rượu còn lại trong chén vào miệng y uống xong nhìn tiểu ngọc bằng ánh mắt đa tình đầy phấn khích thiên phục nắm tay tiểu ngọc trầm giọng nói cái gì của ta thì phải thuộc về ta còn những gì của người ta chẳng mang tới hai má tiểu ngọc thẹn đỏ nàng lý nhí nói muội không hiểu ý huynh ta chỉ có một cái thân nên rất quý cái thân của mình thiên phục vuốt ve bàn tay búp măng thanh nhã của tiểu ngọc y vừa vuốt ve vừa nói tàn hồn ma đao nguyên thiên phục không phải là một chính nhân quân tử nàng hiểu ý ta chứ dù huynh không phải là chính nhân quân tử thì tiểu ngọc cũng không nghĩ huynh là một đại ma đầu trong dạ nguyệt lâu này chỉ có chủ nhân và người hầu phục thiên phục nâng cầm tiểu ngọc ta rất thích cái điều nàng vừa nói ra phải biết đối mặt với sự thật để biết về bản thân mình thiên phục vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng khoác hờ qua bờ vai tiểu ngọc. Tiểu ngọc thoáng bối rối bởi hành động của tàn hồn ma đao. Nàng muốn ghim tay y lại nhưng ý niệm đó chỉ nảy sinh mà không thể biến thành hành động được. Khuôn mặt khôi ngô, anh Tuấn, cùng ánh mắt đa tình của Nguyên Thiên Phục như khiến lấy mọi suy tưởng và hành động của Tiểu Ngọc. Chúng bắt nàng phải thuần phục. Tiểu Ngọc khẽ nói, huynh, đừng nói nhiều. Tiểu Ngọc bặm môi nhìn xuống nàng không hiểu sao mình lại thụ động và chỉ biết có mỗi giác cảm là run rẩy bởi sự mơn trớn vuốt ve của thiên phục. Khi thiên phục cởi nốt tất cả những xiêm y của nàng, tiểu ngọc những muốn con người lại, nhưng ngược lại ý tưởng đó thì lại muốn rút vào vòng tay của người tình. Thiên phục bế nàng lên, đưa đến chàng kỷ. Một thứ tình cảm thôi thúc dội vào nội tâm tiểu ngọc, khiến đôi tay trắng nõn nà của nàng vòng qua bá lấy cổ thiên phục những thớ thịt trên người nàng run khẽ theo những cảm giác mơ hồ, mênh mang mà từ trước đến giờ Tiểu Ngọc chưa bao giờ có được. Thiên Phục đặt nàng nằm xuống chàng kỷ. Bất giác Tiểu Ngọc kéo gịt xuống, dí miệng vào tai Thiên Phục huynh. Muội nói ra chắc huynh không tin, nàng muốn nói với ta điều gì, muội. Muội mặc dù là kỹ nữ dạ nguyệt lâu nhưng tuyệt nhiên chưa hề đụng đến nam nhân. Người đầu tiên chính là huynh đôi chân mày của thiên phục thoạt cau lại. Y lưỡng lự một lúc rồi hỏi lại tiểu ngọc. Nàng vẫn còn thanh nữ à, tiểu ngọc gật đầu, muội nói thật đó. Chỉ tại vì muội không kìm chế được tình yêu của mình đối với huynh, nên quyết định trao thân cho huynh. Huynh đừng đối xử tệ với muội nghe. Thiên phục nhìn thẳng vào mắt tiểu ngọc ta tin những gì nàng nói. Hai hàng lệ dịn ra từ khóe mắt tiểu ngọc. Nàng thủ thỉ, muội yêu huynh nhiều lắm. Nàng vừa nói vừa toan kéo thiên phục ép sát vào người mình, nhưng tàn hồn ma đao đã kịp gỡ đôi bàn tay trắng nõn của Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thoáng một chút ngỡ ngàng với hành động của Nguyên Thiên Phục. Nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng như có vật gì chẹn cứng không thốt được nên lời. Thiên Phục trở bộ bước lại cây đàn tranh lấy xiêm y của Tiểu Ngọc. Y quay trở lại bên chàng kỷ, với bộ mặt lạnh nhạt đến độ vô tâm vô hồn, định ánh mắt vào mặt Tiểu Ngọc tiểu ngọc buột miệng nói đại ca thiên phục quảng bộ xiêm y lên người tiểu ngọc thờ ơ nói vận y trang lại và đi đi tiểu ngọc thẹn đến đỏ mặt huynh thiên phục khoát tay ta chẳng muốn vay và cũng không muốn trả tiểu ngọc giận đến biến đổi sắc mặt từ màu đỏ thẹn thùng qua tím tái vì giận và tức nàng rít lên tất cả những gì của một thanh nữ ngươi đều thấy thế mà ngươi vẫn làm nhục tiểu ngọc thiên phục không muốn vay mà thôi y quay mặt nhìn về phía chiếc đàn tranh lạnh nhạt nói đi đi cuộc đời của tàn hồn ma đao không phải chỉ biết vay và biết trả tiểu ngọc bặm môi vận lại y trang nàng nhìn sau lưng thiên phục nói thiên phục ngươi tự mãn lắm tiểu ngọc này tiếc đã tặng thuốc giải hủy cốt tán cho ngươi thiên phục nhún vai quay lại nhìn tiểu ngọc đừng tự trách mình khi đã quyết định làm một việc gì đó tiểu ngọc rít lên cái nợ hôm nay cho dù ngươi không muốn vay, cũng chẳng muốn trả, nhưng nhất định một ngày nào đó Tiểu Ngọc sẽ bắt ngươi phải trả. Trả gấp trăm ngàn lần như hôm nay đó. Nàng đã nói hết ý của mình rồi chứ, ta chẳng còn gì để nói với ngươi nữa, thế sao còn chưa đi? Tiểu Ngọc nhìn Thiên Phục một lần nữa với ánh mắt ngập tràn uất hận. Nàng thở hắt ra một tiếng, rồi trở bộ quay lưng bỏ đi ra khỏi thư phòng tiểu ngọc đi rồi thiên phục mới bước lại chàng kỷ vận lại trường thư sinh y bước đến tấm gương đồng soi mặt mình vào gương tàn hồn ma đao nguyên thiên phục người đó phải không có tiếng binh khí rít gió ngay phía sau gáy nhưng nguyên thiên phục không hề quay lại mà chỉ dùng mỗi một động tác vô cùng đơn giản lật tay ra phía sau thộp lấy một vật gì đó động tác của y trông thật đơn giản nhưng lại vô cùng chính xác đã thộp được một ngọn phi tiêu trên ngọn phi tiêu có đính một phong thư y bình thản mở phong thư trong phong thư chỉ mỗi một hình vẽ ngọn bạch lạp leo lét không biết hình vẽ trong thư kia có ý nghĩa gì nhưng đôi chân mày lưỡi kiếm của nguyên thiên phục thoạt cau hẳn lại những nét bồn chồn lộ ra trên khuôn mặt anh tuấn trầm cảm vốn chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì thiên phục đứng lên bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên trong hoa viên thật là tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng lá cây cọ vào nhau. Thiên Phục đứng mãi bên cửa sổ cho đến khi ánh bình minh nhập nhòa ửng hiện bên chân trời hướng đông. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Quỷ kiếm U Linh tác giả Ngoạ Long si nhồi năm Tây hạ quận chúa nguồn Nhan mông quan đặt chén rượu xuống bàn, thế kiệt nói với cáp nhật hồng. Tại hạ không thể uống nhiều hơn được nữa. Tại Hạ Kiếu Từ, đa tạ cô nương đã bồi tiếp. Nhật Hồng nhướng mày nhìn theo Thế Kiệt, "Sao? Công tử đã muốn đi rồi à, tại hạ phải đi." Nhật Hồng không giữ chân công tử. Thế Kiệt đứng lên ôm quyền xá, "Cô nương bảo trọng, công tử là người đáng bảo trọng hơn." Thế Kiệt toan trở bộ bỏ đi thì Nhật Hồng gọi giật chàng lại, "Lệnh công tử." Thế Kiệt quay lại, "Cô nương có điều chi chỉ giáo?" nhật hồng nheo mày suy nghĩ rồi hỏi thế kiệt trong tửu điếm này chẳng có ai ngoài tôi và lệnh công tử tôi có một điều thắc mắc mong công tử giải đáp tại hạ sợ kiến văn không được như cô nương nghĩ hê hey. đây là thắc mắc của tôi về công tử mà nếu là của tại hạ thì tại hạ sẽ giải đáp cho cô biết nhật hồng gật đầu bước đến bên thế kiệt tôi thắc mắc đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ là sư phụ của lệnh công tử kiếm pháp của lão có thể nói là có một không hai ở Trung Nguyên. Thế sao lệnh công tử lại chẳng biết chút kiếm pháp nào? Tôi càng nghĩ càng thấy lạ vô cùng, nếu cô nương hỏi tại hạ về điều đó thì rất dễ hiểu. Sư phụ chưa truyền kiếm pháp tâm huyết của người cho tại hạ bởi lẽ người thấy ở tại hạ chưa có căn cơ để hàm thụ võ công của người. Nhật Hồng lắc đầu, không thể nói như vậy được nếu nói công tử là kẻ không có căn cơ thì trên giang hồ đâu còn ai có căn cơ để luyện võ chứ công tử cam tâm làm đệ tử của đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ tất chấp nhận những kẻ thù của giang kỳ lão tiền bối thế mà lão lại không truyền thụ kiếm pháp cho công tử hộ thân nàng thở dài nói tiếp điều đó chẳng khác nào lão đã gán án tử lên cái mạng của công tử mà không nói ra đoạt hồn quỷ kiếm giang kỳ có quá nhiều kẻ thù, lệnh công tử không biết sống chết giờ nào bởi kẻ thù của sư phụ. Thế kiệt mỉm cười, tại hạ có chết vì sư phụ cũng không có điều gì oán trách hay tiếc thương sinh mạng mình, giang kỳ không truyền thụ kiếm pháp mà công tử nặng tình như vậy à? Nếu tại hạ không có người thì không thể đứng trước mặt cô nương. Tại hạ cáo từ, thế kiệt quay lưng bỏ đi, nhật hồng nhìn theo sau lưng tráng nàng có cảm tưởng mình rất gần gũi với thế kiệt dù hai người chỉ hội diện với nhau lần đầu thế kiệt bước tới cửa tửu quán thì chạm mặt với một công tử có thân hình hộ pháp núc ních mỡ vòng bụng của gã có lẽ phải hai giang tay bản thủ no tròn và hai má thì chảy xệ xuống trông chẳng khác gì nọng heo cái thân hộ pháp của gã đứng chắn hết cả lối đi với khuôn mặt khinh khỉnh gã chống nạnh nhướng mày nói ngươi còn không biết tránh đường cho vương sắc toàn này à khi gã nói hai gò má chảy xệ nhảy múa trông thật là nực cười chính hai gò má đẫy đà nhún nhảy của gã bắt cáp nhật hồng phải bật cười thành tiếng tiếng cười của nàng nghe thật thanh tao dội đến tai vương sắc toàn vừa nghe tiếng cười của nhật hồng vương sắc toàn liên vung thoi quyền vỗ tới vùng thượng đẳng của thế kiệt Thế Kiệt vốn không có võ công lại không có ý phòng bị nên hứng chọn thoi quyền của sắc toàn. Binh, chàng lão đảo thối lui năm bộ mới trụ được. Vương sắc toàn khệnh khạng bước vào tử quán. Theo sau y là bốn gã đại hán vận võ phục thắt lưng đỏ, tay lam lam khoái đao, vẽ mặt lầm lì trông vô cùng hung tợn. Sắc toàn vênh mặt nói, ai vừa mới cười đó. Mặc dù sắc toàn thừa biết chàng tiếu ngạo vừa rồi do Nhật Hồng phát ra, nhưng y vẫn hỏi y khệnh khạng bước tới trước mặt cáp nhật hồng nhỏ giọng thật từ tốn tiểu thư vừa mới cười nhật hồng nhìn sắc toàn nàng nghĩ thầm gã công tử mập ú này chắc là một con lợn tái sinh biến thành người với ý nghĩ đó hai cánh môi tươi thắm của nàng lại điểm thêm một nụ cười mỉm sắc toàn xoa tay tiểu thư thật là xinh đẹp tiếng cười của tiểu thư như những viên ngọc lưu ly trong nhà tại hạ va vào nhau y chắc lưỡi ước gì vương kim phủ có được một người như tiểu thư nhật hồng nhìn sắc toàn nhún vai nói công tử nói vương kim phủ là cái gì sắc toàn nhướng mày tiểu thư không biết vương kim phủ à bổn cô nương chưa hề nghe đến cái tên vương kim phủ nào cả vương sắc toàn nhăn mày nhăn mặt vừa xoa tay vừa dậm chân ở hàm thành này ai ai cũng đều biết vương kim phủ của vương ra thế mà tiểu thư lại không biết Vậy công tử nói cho tôi nghe xem vương kim phủ có cái gì lạ mà ai cũng biết vậy, kẻo tôi lại nghĩ sai thì tội lỗi lắm. Sắc toàn sum xe quanh nàng. Nếu nói về vương kim phủ thì mọi người ở đây đều biết đó là chốn đại gia cự phú nhất hàm thành. Trong vương kim phủ có ngàn người hầu, có trăm hộ vệ, bạc vàng đếm cả năm cũng chưa hết. Trong vương phủ có cả trăm phòng. Và, và, và sao nữa? vương sắc toàn xoa má mình, vương gia giàu có như vậy nhưng khốn nỗi chỉ có mỗi một người con trai là. Là, Nhật Hồng chỉ vào ngực sắc toàn, là công tử, sắc toàn gật đầu, hứng khởi nói, tiểu thư nói rất đúng à, vương phủ chỉ có mỗi mình vương sắc toàn tôi mà thôi. Nếu sau này lão nhân ra chết thì tất cả cơ ngơi của vương kim phủ sẽ thuộc về sắc toàn này hết à, vương công tử thật là tốt phước, được sinh ra trong lầu son gác tía. Thế công tử có thích lão nhân ra sớm quy tiên để sớm làm chủ nhân của vương kim phủ không? Sắc toàn chặt lưỡi, bất thình lình y đẩy thế kiệt qua bên, người đứng tránh xa tiểu thư này ra. Nhật hồng cau mày, ấy, lệnh công tử đây là huynh đài của tôi đó. Sắc toàn há hốc miệng, hả, y hối hà ôm quyền, xung xe với thế kiệt đại ca miễn thứ. Tiểu đệ vô ý quá. Nếu được thỉnh đại ca và muội muội đây về Vương Kim phủ, sắc toàn này sẽ khoản đãi trọng thể à, Nhật Hồng sa sầm mặt. Vương Kim phủ còn có lão nhân gia, công tử chưa hẳn đã là chủ nhân thì sao tôi và đại ca dám đến trốn cung son?" Sắc Toàn chắc lưỡi rồi nói: Ấy, tiểu thư không biết đó thôi, chứ cách đây không lâu lão nhân gia đã trúng phong hàn, bệnh chí mạng." lần đó tưởng đâu lão đi tiêu rồi không ngờ lại gặp được thần y diệu thủ kỳ thân lộc mới thoát chết đó vương lão nhân ra không chết chắc vương công tử buồn lắm phải không vương sắc toàn gật đầu buồn chứ nếu lão không gặp diệu thủ thần y thì giờ đây sắc toàn vỗ vào ngực mình bổn công tử đã là chủ nhân chính thức của vương kim phủ rồi công tử có tiếc không sắc toàn gật đầu tiếc chứ không biết chừng nào lão nhân ra mới trúng phong hàn nữa đây. Nhật Hồng chặt lưỡi, rồi nói, nếu Vương Công Tử không nói ra cái lẽ nổi tiếng của Vương Kim Phủ thì tôi đã nghĩ khác rồi. Sắc toàn nhướng mày, tiểu thư nghĩ sao? Tiểu thư chắc lại nghĩ sắc toàn này tầm thường như đám khố rách áo ôm ở hàm thành. Nhật Hồng khoát tay không ta đâu dám so sánh vương công tử với hạng thảo dân khố rách áo ôm có vậy chứ ta lại nghĩ khác kia tiểu thư nghĩ như thế nào vương sắc toàn vừa hỏi vừa xoa tay vẻ cầu thân với nhật hồng y nói nếu tiểu thư có ý nghĩ tốt về sắc toàn thì vương kim phủ sẵn sàng rộng cửa đón tiểu thư và vị đại ca đây về ở Tại hạ sẽ cho tiểu thư mười nàng hầu, mười gian thư phòng đầy đủ vật dụng và vị đại ca đây chăm nén vàng để vui chơi khắp hàm thành. Nhật Hồng mỉm cười, vương công tử quá tốt. Nhật Hồng xin đa tạ hảo ý của công tử. Khốn nỗi tại ý nghĩ thầm kín trong đầu nên cứ ấy nấy muốn nói mà không nói được ấy ấy. Tiểu thư cứ nói, sắc toàn này xin thỉnh thị lời vàng lời ngọc của tiểu thư, công tử nói vậy thì Nhật Hồng mạn phép nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như đó là lời vàng lời ngọc thì vương công tử hãy nhớ mãi nhé, tất nhiên. Tất nhiên, làm sao vương sắc toàn có thể quên được tiếng cười như ngọc lưu ly li thoát ra từ hai cánh hoa hàm tiếu của giai nhân? Làm sao vương sắc toàn có thể quên được lời vàng, lời ngọc của người chứ? Sắc toàn vừa nói vừa liếc mắt cầu tình. Cặp mắt him híp của y trông thật nực cười khi y làm dáng với Nhật Hồng. Tăng hắng lấy giọng, Nhật Hồng ôn nhu nói. Vương Kim Phủ nổi tiếng tại đất Hàm Thành không chỉ ngoài sự giàu có, mà vì trong phủ còn có một con lợn đi bằng hai chân, con lợn đi bằng hai chân. Vương sắc toàn lắc đầu. Lạ thật trong Vương Kim Phủ có một con lợn đi bằng hai chân thế mà ta lại không biết. Y quay lại bốn gã đại hán đứng sau lưng, "Các người có bao giờ thấy con lợn đi bằng hai chân đó không?" Bốn gã gia nô cùng lắc đầu, dương mắt nhìn sắc toàn. Nhật Hồng mỉm cười nói, "Vương công tử hỏi họ chi bằng như không hỏi." Ngay cả công tử còn không biết thì họ làm sao biết được? Điều đó cũng rất dễ hiểu, bởi con lợn đi bằng hai chân là báu vật vô giá của lão nhân gia Vương Sâm, nên làm gì công tử biết được. Sắc toàn vỗ tay, đúng rồi. Tiểu thư nói rất đúng. Lão giả vương sâm nhất định còn giấu ta điều gì đó, nên mới cứ sống mãi. Thì ra lão giấu báu vật hai chân. Nhật Hồng cố làm mặt trang trọng, nghiêm khắc nói, công tử có thích báu vật đó không? Thích chứ, nếu như công tử thích ta có cách chỉ cho người đoạt được báu vật từ tay lão nhân ra. Vương sắc toàn sum xe hẳn lên, tiểu thư chỉ cho tại hạ coi. Nàng xoa tay, nheo mày tỏ lộ như đang suy nghĩ, rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt vương sắc toàn, trước hết công tử phải tìm một tấm gương đồng thật lớn đem đến thư phòng của công tử. Mỗi ngày nhìn vào gương 10 lần tất sẽ thất con lợn báu vật đi bằng hai chân. Sắc toàn gật gù rồi quay lại bốn gã gia nô đại lực các ngươi nghe tiểu thư nói rồi chứ. Mau đi tìm cho ta một tấm gương đồng thật to đưa về thư phòng của ta bốn gã đại lực gia nô đồng loạt xá vương sắc toàn, sướng lên, chúng tôi sẽ mang tấm gương đồng kia về cho đại nhân, tốt lắm. Bốn gã gia nô đại lực vừa quay lưng bước đi thì sắc toàn gọi giật lại, khoan đã. Bốn gã gia nô đại lực quay ngoát lại nói, chủ nhân còn sai bảo điều chi à, sắc toàn khoát tay, để ta nghĩ xem. Đặt tấm gương đồng trong thư phòng, ngày soi gương 10 lần sẽ thấy được con lợn đi bằng hai chân y vừa lẩm nhẩm nói vừa nghiêng đầu tỏ vẻ tư lự bất chợt sắc toàn nhìn cáp nhật hồng y chỉ vào ngực mình ngập ngừng một lúc rồi nói tiểu thư ám chỉ vương sắc toàn này là con con lợn đi bằng hai chân nhật hồng khoát tay Hề, hey, công tử sao lại nói ta ám chỉ người thật ra thì công tử rất giống con lợn đó thôi sắc toàn há hốc miệng y giận đến biến sắc, rít lên bằng giọng phẫn nộ cùng cực, nha đầu này dám hỗn láo với bổn công tử. Dám cho bổn công tử là con lợn đi bằng hai chân. Y chỉ nhật hồng, bổn công tử sẽ bắt ngươi về vương kim phủ vùi hoa dập liễu rồi khảo tra cho hà cơn giận của ta. Sắc toàn vừa nói vừa dịch tấm thân nặng nề xông tới cáp nhật hồng. Hai tay của y giang rộng toan ôm lấy nàng. Cáp Nhật Hồng cười khẩy một tiếng, tung luôn một ngọn cước đá thóc vào bụng sắc toàn. Bốp, hứng chọn cước pháp của Cáp Nhật Hồng, sắc toàn khụng người xuống, thối lui bốn bộ, rồi ngồi bệt xuống đất. Y dên lên, ối trời ơi! Nhà đầu dám đá đau vương công tử. Ôi trời ơi! Vương công tử đau quá nè trời! Người đâu, bắt lấy nhà đầu cho ta! Bốn gã gia nô đại lực vừa nghe lệnh liền xông tới cáp Nhật Hồng nhưng cả bốn tên chưa kịp xuất thủ áp chế nàng thì từ bên ngoài tử quán một lão bà dâu tóc bạc phơ vận hồng y với khinh thuật vô cùng cao minh lướt vào lão bà vừa xuất hiện đã thi triển cách không chỉ tống ra những đạo khí điểm vào huyệt đạo của những tên gia nô đại lực thủ pháp của bà nhanh không thể tưởng và cực kỳ chính xác không đầy một cái chớp mắt mà bốn gã gia nô đại lực đã bị điểm vào tĩnh huyệt không sao cử động được lão bà loại bỏ xong bốn tên gia nô đại lực của vương sắc toàn liền quay lại cáp nhật hồng kính cẩn thi lễ quận chúa có sao không đệ tử đã nói với sư gia rồi vào trung nguyên đừng gọi đệ tử là quận chúa sư gia cứ gọi thế thì mai đây tất cả mọi người ở trung thổ này sẽ biết đệ tử hết đâu còn đi lại được nữa kha dã na này biết lỗi biết lỗi nhật hồng nhướng mày nhăn nhó sư gia đừng trách cứ mình mãi mà Kha Dã Na gật đầu. Bà ta nhìn bọn đại hán Gia Nô, cần giọng nói. Chủ nhân định xử trí bọn này như thế nào? Theo luật định họ đã mạo phạm đến chủ nhân thì phải xử tội chết. Bốn gã Gia Nô biến sắc, giống lên, đừng giết chúng tôi. Cáp Nhật Hồng nhìn bốn gã Gia Nô đại lực, trang trọng nói, hôm nay bổn cô nương tạm tha cho các ngươi một lần nếu lần sau bổn cô nương biết các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu thì cái mạng của các ngươi khó mà giữ được đó. Nhật Hồng quay lại Kha Giã Na, sư ra cho họ đi. Kha Giã Na gật đầu, phủi ống tay áo trường y. Một đạo kinh từ trong tay áo của Kha Giã Na thoát ra cuốn lấy bốn gã đại hán của Vương Kim Phủ quẳng ra ngoài tử điếm. Nhật Hồng nhìn lại Vương Sắc Toàn. Vừa chạm vào ánh mắt khe khát của các Nhật Hồng, Vương Sắc Toàn bùn rùn cả tứ chi. Y muốn cất lời van xin, tha mạng nhưng không nổi, chiếc lưỡi như thụt cả vào trong cổ vì sự sợ hãi tột cùng. Nhật Hồng hất mặt nói, vương công tử hồi nãy đòi bắt bổn cô nương về vương phủ, vùi hoa dập liễu rồi khảo tra. Sắc toàn nghe nàng nói mà hồn siêu phách lạc, y cố lắm mới có thể dập đầu xuống sàn gạch tử quán. Sắc toàn vừa dập đầu vừa nói, xin tha mạng, xin đừng giết tôi. Tôi thề sẽ ăn năn hối lỗi. Kha Dã Na tức giận quát, ngươi đúng là một kẻ hỗn láo, phải lấy mạng ngươi mới được. Nghe Kha Dã Na nói, sắc toàn nằm bẹp luôn xuống sàn tử quán ngất lịm. Kha Dã Na cau mày toàn vỗ một trưởng vào đầu sắc toàn thì Nhật Hồng đã cản lại, sư ra dừng tay. Kha Dã Na lườm sắc toàn, gã này thật trơ chẽn, y là con lợn mà, gia sư bẩn tay làm gì? Nàng nhìn lại lệnh thế kiệt, lệnh huynh có sao không, tại hạ không sao? nhật hồng thở ra nói nếu lệnh huynh không nệ hà thì ta sẽ cho gia sư theo hộ vệ huynh thế kiệt ôm quyền xá nhật hồng và kha dã na đa tạ thịnh tâm của quận chúa nhưng tại hạ đã có sư phụ là đoạn hồn quỷ kiếm không một ai dám gây sự với tại hạ đâu tại hạ cáo từ có cơ hội tại hạ sẽ gặp lại quận chúa lệnh huynh bảo trọng quận chúa bảo trọng một lần nữa thế kiệt ôm quyền xá nhật hồng và kha dã na hai người cũng đáp lễ lại tráng. Khi thế kiệt đi rồi, cáp nhật hồng buông một tiếng thở dài. Nàng quay lại kha dã na, sư phụ thấy lệnh huynh như thế nào, ơ, vẻ bề ngoài thì rất khôi ngô anh Tuấn. Ngôn phong lại đĩnh đạc, người này đáng mặt tu mi nam tử. Nhật hồng mỉm cười liếc kha dã na, sư gia nói thật tâm hay chỉ nói cho có nói thôi, ơ, thì ta nghĩ sao nói vậy đấy mà nếu sau này lệnh huynh có cần nhờ đến sự hỗ trợ của sư gia mong sư gia hãy giúp đỡ cho lệnh huynh quận chúa nói sao lạ vậy lệnh công tử là đệ tử chân truyền của đoạn hồn quỷ kiếm một kiếm thủ vô địch cõi trung nguyên thì sao cần nhờ đến chúng ta huống chi mục đích của ta và quận chúa vào trung thổ lần này có liên quan đến đoạn hồn quỷ kiếm giang kỳ ta không cần biết sau này ra sao nhưng hiện tại lệnh huynh mặc dù mang danh nghĩa là đệ tử của đoạn hồn quỷ kiếm giang kỳ nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút võ công nào do đó ta mới nhờ đến sư gia hỗ trợ cho chàng kha dã na nhìn nhật hồng mỉm cười quận chúa đã kha dã na cắt lời không nói hết ý nhưng cáp nhật hồng như đọc được ý niệm trong đầu kha dã na nên hai má ửng hồng e thẹn nàng lý nhí nói ta chỉ sợ cho tính mạng của lệnh huynh Nàng nói xong trở bước ra ngoài tử quán. Kha dã na theo chân nàng. Bà đi ngang chỗ vương sắc toàn đang nằm chết lịm thuận chân đá gã một cái. Người đúng là con lợn vô dụng nên cái mạng của ngươi không được quận chúa để tâm đến.